Có lẽ các bạn sẽ cực kỳ khó tin đây là hình ảnh được chiếu ra từ một chiếc máy chiếu mini ở phân khúc tầm giá dưới 7 triệu đồng. Đây là BQ Star, con máy chiếu mới nhất đến từ nhà BQ. Và nó cũng chính là nhân tố sẽ làm thay đổi cuộc chơi với những chiếc máy chiếu giá rẻ khác. Và nó thay đổi cuộc chơi như thế nào? Hãy cùng mình chia sẻ ngay trong video ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã đến với NT Studio. Đừng quên đặt một like, một subscribe để chờ những video mới nhất đến từ mình. Ok, nói về phân khúc giá của BQ Star đi thì con máy chiếu này sẽ có mức giá niêm yết là 6.990.000 cho phiên bản Lite, còn phiên bản Pro là phiên bản combo cùng với chiếc 63 thì nó sẽ là 7.990.000. Đây là một mức giá mà mình thấy rất hợp lý đấy chứ, và nó đặc biệt hợp lý với phiên bản đi kèm với một chiếc 63, bởi vì bản thân con máy chiếu này này nó đã có một âm thanh rất là hay rồi, nhưng nếu như các bạn có một chiếc 63 rồi mà lại là một con 63 được sinh ra dành cho con máy chiếu này, có những cái tiêu chuẩn được làm sao cho phù hợp nhất với con máy chiếu này, thì chúng ta sẽ có được một trải nghiệm còn khác biệt hơn nữa. Cái thiết kế của chiếc BQ Star này nó sẽ không còn giống như những người anh em trước đây của nó nữa, không còn giống như những chiếc BQ X Max hay là những chiếc BQ Extreme, mà nó sẽ mang một ngôn ngữ thiết kế nhìn tiêu chuẩn, nhìn phổ thông giống như những chiếc máy chiếu khác đang có mặt trên thị trường. Mình có đọc được một vài comment anh em có nói là nhìn nó kiểu không còn được độc đáo như những chiếc máy chiếu ngày xưa ấy, nhưng mà cái gì thì cũng sẽ có lý do của nó mà thôi. Xem video của anh Tợ Điện á, các bạn sẽ thấy là bên trong là hàng loạt những linh kiện cần được sắp xếp một cách cẩn thận, nên việc quay trở lại sử dụng cái ngôn ngữ thiết kế như thế này để sao cho tối ưu được tất cả những linh kiện bên trong cũng là một việc hợp lý. Tới với điểm mạnh của em máy chiếu này thì Star chính là chiếc máy chiếu có độ sáng cao nhất từ trước tới nay mà nhà BQ mang tới cho chúng ta. Đối với phiên bản Extreme 2 á thì cái độ sáng của nó mình nhớ loanh quanh ở khoảng tầm hơn 900 Asinomen, thì cái chiếc máy chiếu này nó mang tới cho chúng ta độ sáng lên tới là 1950 Asinomen. Với cái độ sáng cao như vậy á thì nó sẽ mang lại cái lợi ích gì? Đó là thứ nhất, khi mà các bạn chiếu với một cái kích thước lớn ở khoảng 120 inch hay là cho tới 140 inch thì cái hình ảnh mà các bạn nhận lại được nó vẫn đủ độ sáng, đủ tương phản, màu sắc lên vẫn tươi tắn. Đối với điểm thứ hai đấy là khi mà có độ sáng cao á, tất nhiên các bạn cũng sẽ có thể sử dụng nó ở trong nhiều những môi trường, trong nhiều những hoàn cảnh khác nhau. Các bạn có thể chiếu nó ở trong một cái căn phòng mà không cần có một cái môi trường ánh sáng tối đen. Thứ hai là các bạn có thể sử dụng ở trong những quán cà phê, nơi mà có những ánh sáng le lói, chúng ta vẫn có được một cái trải nghiệm hình ảnh chiếu lên đẹp. Thứ ba, đấy là sử dụng trong mục đích áp dụng vào phòng họp chẳng hạn. Những cái chiếc máy chiếu để có thể chiếu lên những cái bảng kế hoạch, cái thứ này kia trong phòng họp, thì bây giờ con máy chiếu này đã có thể đáp ứng được. Và cái thứ tư, đấy là sử dụng trong mục đích giáo dục, chiếu ở trong các phòng họp chẳng hạn. Một chiếc máy chiếu gọn gàng như thế này và được treo lên bên trên trần thì cũng sẽ rất là ok. Thì đấy sẽ là một số những cái mà chúng ta có thể thấy về cái ưu điểm khi mà chiếc máy chiếu này nó được tăng cường cái độ sáng lên rất rất cao. Và với cái độ sáng như vậy, không chỉ so sánh ở trong nhà BQ mà so sánh với nhiều những cái sản phẩm máy chiếu mini khác ở cùng cái tầm giá này hoặc thậm chí cao hơn 1-2 triệu đồng, thì chiếc máy chiếu này nó vẫn đang có cái độ sáng cao hơn hẳn. Nên đây cũng là một trong những lý do mà nhà BQ khá là mạnh dạn khi mà nhận đây là bậc thầy độ sáng, các bạn thấy đúng không ạ? Hoặc là nếu như các bạn có mẫu máy chiếu nào cùng tầm giá này mà có độ sáng cao hơn thì cũng có thể comment ở phía bên dưới để chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi thêm. Rồi, tới với cái tiếp theo mà cũng sẽ là một cái mà như mình nhận định, chiếc máy chiếu này nó sẽ làm thay đổi cuộc chơi của những chiếc máy chiếu mini. Đó là thường á, các bạn sẽ thấy những chiếc máy chiếu mini nó sẽ có cái khả năng xuất âm không đủ chuẩn, nó sẽ có AUX, nó sẽ có Bluetooth, và đây là hai cái giao thức sẽ không thể nào xuất ra được chuẩn âm thanh vòm 5.1 hay là 7.1. Dù cho các bạn có những nguồn phim đạt chuẩn thì nó cũng sẽ không thể nào mà xuất ra được. Hay là khi các bạn xem Netflix chẳng hạn thì cái âm thanh xuất ra nó vẫn sẽ chỉ là âm thanh hai kênh, âm thanh stereo mà thôi. Trong khi đó, nếu như các bạn muốn sử dụng được âm thanh đạt chuẩn thì các bạn sẽ cần có một nguồn phát rời, sau đó cắm tới một chiếc 63 hoặc là cắm tới một chiếc receiver đạt chuẩn âm thanh 5.1 hoặc là 7.1 hoặc là 5.1.2. Sau đó thì mới cắm HDMI tới cái chiếc máy chiếu này, chứ không thể nào mà sử dụng được cái giao thức HDMI ARC, tại vì cái giao thức này trong hầu hết các cái chiếc máy chiếu mini, thậm chí có những con 15 triệu mình trải nghiệm thì cũng không có HDMI ARC. Nên cái việc sử dụng chính một chiếc máy chiếu này cùng với một thiết bị loa để có thể phát ra được cái âm thanh đạt chuẩn á là không có. Thì với chiếc máy chiếu này, bây giờ nó đã làm được điều đó thông qua cái cổng optical ngay phía đằng sau đây.
Với cổng optical này thì nhà BQ làm ra nó với mục đích là để sử dụng kết nối dễ dàng tới chiếc sound bar của họ luôn. Nhưng cũng chính cổng optical này nó sẽ giúp cho các bạn có thể kết nối được tới những thiết bị loa sound bar hay là những thiết bị hệ thống loa đạt chuẩn âm thanh vòm 5.1 hoặc là 5.1.2 hoặc là 7.1 khác một cách dễ dàng mà vẫn đạt được hiệu quả cao. Đây chính là lý do tại sao mà mình nói BQ này nó sẽ trở thành một chiếc máy chiếu, tạo ra một sân chơi mới cho những chiếc máy chiếu mini. Mọi người cứ nghĩ máy chiếu mini chỉ là sử dụng đơn giản đúng không? Thì bây giờ máy chiếu mini đã làm được nhiều hơn thế nữa. Có một cái mà mình cũng đánh giá cao ở trên BQ Star đó chính là cái điều khiển của chiếc máy chiếu này. Nhìn nó đã thiết kế đơn giản hơn, lịch thiệp hơn, trang nhã hơn. Và tất nhiên với màu trắng thì các bạn cũng cần phải giữ kỹ một chút, không là rất dễ bị dơ đấy nhá. Bên cạnh đó thì cũng không thể không nhắc tới một số những trải nghiệm mà mình thấy nó cải thiện thêm rất là nhiều so với những chiếc máy chiếu khác mà mình đã sử dụng của nhà BQ như là Extreme 2. Ví dụ như là Standy nâng mượt hơn này. Thứ hai đấy là cái khả năng lấy nét của nó cũng nhanh hơn khoảng tầm 50-60% gì đó đấy. Và bên cạnh lấy nét tự động thì chiếc máy chiếu này nó cũng sẽ có khả năng tự động nhận diện ra cái màn chiếu của bạn như thế nào để có thể gom cái hình ảnh nằm trong đúng cái màn chiếu đó. Và bên cạnh đó chuẩn kết nối không dây của BQ Star cũng sẽ được nâng lên một tầng cao mới, đó chính là chuẩn kết nối Wi-Fi 6. Nhưng tất nhiên để có thể khai thác được tối đa cái kết nối này thì các bạn cũng sẽ cần phải có một module phát Wi-Fi 6 thì chúng ta mới có được cái trải nghiệm tốt nhất. Thì với Wi-Fi 6 nó sẽ có gì? Đấy là tốc độ truyền file nhanh hơn, truyền dữ liệu lớn với băng thông lớn hơn, và cái thứ ba đấy là độ ổn định nó cũng sẽ cao hơn. Tới với trải nghiệm thực tế, nhìn vào đây thì các bạn đã thấy là nó quá nét, quá sáng các thứ rồi, nhưng mà khi mà các bạn mới khởi động xong cái chiếc BQ này lần đầu tiên các bạn sẽ thấy hình ảnh của nó sẽ hơi bị ám xanh. Đây là hình ảnh mà mình đã tinh chỉnh lại rồi để cho cái vùng trắng bên trên này này nó sẽ ra đúng màu trắng. Còn nếu không các bạn không tinh chỉnh nó sẽ bị ám xanh dương. Thì công việc của các bạn là bây giờ các bạn sẽ mở cho mình một cái bức hình như thế này hoặc là một đoạn phim mà có cái nền trắng á, nền xanh và nhiều màu sắc khác, thì chúng ta sẽ bấm vào phần cài đặt này. Rồi các bạn sẽ kéo xuống phần tinh chỉnh hình ảnh này. Sau đó thì các bạn sẽ chọn xuống phần nhiệt độ màu. Nếu như các bạn để ở phần ấm mà các bạn cảm thấy ok rồi thì ok, các bạn có thể để chế độ ấm cũng được. Đây, ví dụ như ở đây. Nhưng mà khi mình để ấm thì mình thấy rằng nó vẫn sẽ bị ám xanh dương nhẹ một chút, thì các bạn sẽ có thể chọn vào phần người dùng. Đó, sau đó các bạn sẽ chỉnh như mình. Màu xanh dương á, thì các bạn sẽ để ở khoảng 182-180 gì đó. Hai cái màu còn lại thì sẽ để ở 269 và 286. Thì khi đó cái màu trắng này nó sẽ ra đúng màu trắng. Và độ sắc nét hay là các thứ bên trên các bạn cũng có thể tham khảo đặt giống như mình để có được cái trải nghiệm hình ảnh tốt nhất về cả tương phản, cả chi tiết vùng tối, rồi cho tới cái độ sáng của nó sẽ không bị cháy. Đó, thì đây là cái setting mà mình khuyến cáo. Nhưng tất nhiên thì các bạn cũng sẽ tinh chỉnh theo ý của các bạn để có được một cái trải nghiệm hình ảnh tốt nhất. Về cái hệ điều hành của BQ ở trên chiếc Star này thì mình thấy là thi thoảng mình vẫn bị gặp cái hiện tượng hơi lag các bạn ạ. Nên là mình mong rằng là nhà sản xuất sẽ sớm có một cái bản fix để có được cái trải nghiệm tốt hơn. Khi đặc biệt là khi mà mới khởi động lên, các bạn sẽ mất khoảng tầm 3 phút đầu cái chiếc máy nó sẽ lag rất là nhiều. Đó. Và bây giờ thì khi mà nó đã hoạt động được khoảng tầm 10 phút rồi thì nó đã ổn định hơn rất là nhiều. Nhưng đôi khi nhá, các bạn vẫn sẽ cảm thấy là nó bị lag nhẹ. Có một cái mà mình cũng đánh giá cao ở trên BQ Star, đấy là cái tìm kiếm giọng nói ở trên phiên bản này, đó là Google Assistant. Các bạn tìm kiếm các cái thước phim thông qua những ứng dụng YouTube nó sẽ nhanh hơn. Ví dụ như ở đây này, mở phim Iron Man. Các bạn thấy chưa? Nhận rất là nhạy và nó đã tìm kiếm ra phim cho chúng ta. Bên cạnh đó nhá, thì với chiếc BQ Star này tất nhiên nó cũng sẽ có sẵn Netflix Native cho các bạn sử dụng luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi vào phần đây. Các bạn thấy có Netflix ngon lành. Tóm lại thì BQ Star đang là con máy chiếu nó mang tới cho mình cái trải nghiệm ổn áp nhất, tốt nhất ở với mức tầm giá dưới 7 triệu, từ độ sáng, độ nét, tính năng thông minh hay là cho tới khả năng xuất âm thanh đạt chuẩn để có thể trải nghiệm với những chiếc sound bar hay là những chiếc loa có chuẩn âm thanh vòm. Các bạn thấy sao về nó thì hãy comment để ý kiến ở phía bên dưới bình luận của video. Trong thời gian sắp tới thì có thể mình sẽ mang chiếc máy chiếu này qua một nơi, đó chính là showroom của bạn mình đang có sẵn một cái hệ thống loa 5.1 cắm lên để thử xem là cái cổng optical này nó sẽ xuất âm ra như thế nào, có đạt chuẩn hay là không. Thì mình sẽ, có thể thì mình sẽ làm thêm một video chia sẻ thực tế cho các bạn về trải nghiệm đó nhá. Còn video của mình thì dừng lại tại đây. Nếu có ích đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của NT Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.